Xin Xin chào chào mọi mọi người, người. hôm nay tiếp tục là một video ăn uống trên kênh của Huy nha. Thì hôm nay Huy với em của Huy sẽ làm bánh Doraemon. Thì hồi bữa giờ ăn món chính nhiều rồi thì hôm nay sẽ ăn món phụ nha. Làm món tráng miệng bánh Doraemon kẹp với tất cả các loại kem ở đây nha. Chuẩn bị rất là nhiều loại kem, thì kem chuối nè, kem dâu, rồi kem sầu riêng gì tùm lum tùm la. Nhưng sầu riêng Huy ăn không được đâu, kem sô cô la chắc ăn dễ nhất thôi. Thì Huy sẽ tiến hành làm bánh Doraemon trước. Thì cất cái đống này vô tủ lạnh cái đã. Rồi, hôm nay mình sẽ trổ tài nấu nướng nha. Trước khi nấu thì mình sẽ đọc hướng dẫn sử dụng. Cho 140 ml nước vào 200 g bột. Thì cái bịch này trong đây có 200 g bột rồi. Mình sẽ xôi nó ra, bỏ vô cái tô nha. Cái này là vị truyền thống chứ không phải vị sô-cô-la nha các bạn. Vị truyền thống kẹp kẹp với các loại kem này nó tôn lên hương vị hơn. Ui, Rồi, rồi. nhìn lớp bột mạnh Nhìn kìa. nhìn cái bột nó có 200 g thôi, chút nữa chứ làm ra nhiều lắm ha. Rồi, Hồi đổ bột. đổ 140 ml nước vô. Này nè, khuấy đi. Để cho thằng em mình nó khuấy các bạn. Khuấy đều đều lên, khuấy mạnh lên coi. Được chưa? Chưa, phải khuấy đều khoảng mấy phút lận. Giờ mình với em mình khuấy xong rồi xuống sẽ bỏ lên chảo để rán luôn nha. Đầu tiên thì làm nóng chảo trước nha. Xong rồi đợi chảo khoảng 1 phút cho nó nóng lên rồi mình sẽ bỏ bột vô thôi. Đang em mình nó chỗ tài nấu nướng trước nha các bạn. Nó có cái khuôn luôn nè. Khi nào 1 phút rồi? 1 phút ha. Sau 1 phút rồi thì mình giảm lửa nhỏ lại thôi, chứ mình để lửa lớn quá chút nữa mình chở không kịp luôn á. Sẽ tiến hành bỏ bột vô luôn nha, để coi nó có chín lên không. Chén cho tròn tròn nha, làm cho nó tròn tròn xíu coi, hình như hơi dày đúng không. Tán ra đi, tán tán ra đi. Rồi, ra hình định hình vậy được đi. Chút mà nó mà chín là mình sủi nó lên nha các bạn. Ok, làm cái khe. Để chút nữa cái này nóng, cái khuôn này nóng là bỏ vô. Rồi để cái bên nè, để đây nè. Nóng không? Nóng không? Cái đó nóng không? Hơi nóng rồi. Cái đó nóng lên làm mới được. Chết rồi, không ra. Cho nó tròn tròn đi. Thì anh em Huy chắc cũng làm mấy cái bánh này lần đầu thôi chứ chưa biết làm nhiều, nếu cái gì sai sót các bạn thông cảm nha. Nè nó chưa có đều nè, thấy bột nó có chỗ đặc có chỗ nó không đặc á. Đẹp chưa? Đi qua cái bánh khác á. Rồi thì bây giờ mình sẽ tua nhanh cái đoạn này nha, mình sẽ hoàn thành cái bánh rán thôi, cũng đói bụng lắm Bánh rồi. này nóng nè. Rồi bỏ vô đi. Chuối nè, kem sô cô la, kem dừa, kem dâu gì đó. Còn kem sầu riêng này các bạn mình rất ám ảnh với cái loại trái cây đó luôn, nên mình hy vọng được quay chúng cái đó nha. Thì mỗi người chắc có khoảng 5 loại kem thôi, để cho em mình quay trước thôi. Nè quay chơi. Ồ, kem Kim Sereno. Cái kem mà mắc nhất trong cái các loại kem Huy mua các bạn. Giờ tới mình quay nha. Kem chuối thì bây giờ vòng đầu tiên thì Huy sẽ ăn kem chuối, còn thằng này ăn kem Celeno vị sô cô la. Thì mình đã soạn ra hai loại kem này các bạn, mình ăn kem chuối còn thằng này ăn kem Celeno, thì mình sẽ cắt ra thôi. Sẽ chọn cái bánh nào to to ăn trước. Là chút nữa mình có chút vị sầu riêng thì mình còn cái bánh nhỏ mình ăn. Chứ mình ăn miếng sầu riêng vô chắc mình chắc nó có năng Ủa. tiểu luôn. Ơi vậy được chưa? Nhìn cái hình bánh chuối hấp dẫn ha. Nè. Không biết ở trong ra Trời sao. ơi. Tốn được. Khô.
Ủa, giống kem chuối mình làm hả ta? Giống kem chuối bán ngoài bán hả? Để được chưa cậu? Ok. Để xuống. Cắt thành nửa cái thôi. Nửa cái thôi đấy. Trang một cái khá là bự. Rồi. Ok, ăn bóc luôn. Nhìn hấp dẫn ha, không chú nhìn hấp dẫn ha. Cái này giống mẹ mình làm. À, thằng bánh Doraemon với kem á, được đầu tiên ăn luôn. Thôi chết nha. Ok. Được á. Cái bánh này nó là làm từ vani á, hương sữa rồi. Ăn thấm nhiều. Ăn hạt su la ngọt lắm. Mày không? Không không? Công nhận thơm. Cái kem chuối này nó không cái mùi chuối xíu vào còn lại mùi sữa thôi. Đã không nghe về mùi vị của bánh luôn. Còn nghe mùi vị sô cô la nồng luôn á. Ui, có đậu phộng luôn. Rảnh không? Rảnh không? Rảnh. Khói miệng không? Hãy kim ăn ngon quá bỏ miệng ha. không? Ngon. Rồi sẽ ra làm tiếp theo nha các bạn. Bây giờ qua vòng 2 mình sẽ quay kem khác nha. Thì hồi nãy ăn kem chuối với kem Celano rồi. Giờ mình sẽ xóa nó đi. Mình sẽ chọn chỉ còn lại những kem mà mình chưa ăn thôi. Rồi Kem không ok, ngon. mình sẽ quay kem nha. Mình tới lượt anh quay chứ nha. Ok. Rồi. Đừng đợi kem, đừng đợi đừng nha. Ok, Merino dâu ăn cũng ok lắm. Rồi, quay đi. Để coi vòng quay nhân phẩm quay. Ủa nãy giờ nó xém dính cái sầu riêng hai lần rồi các bạn. Kem ba đi cũng Ok, giờ mình sẽ soạn kem ra nha. Kem nào. Vòng này là Huy ăn kem Merino dâu nha. Thì cái kem này rất là ngon, thì Huy ăn từ xưa đến giờ rồi. Okay. Thì hôm nay nhân phẩm của Huy cũng khá là cao đó. Thì coi cái thằng này nè, ăn kem vani coi. Thì cái bánh này bình thường nó đã vị vani rồi, giờ nó trộn thêm vani nữa chắc chắn rất là ngán luôn á. hơi bị Ăn ngọt đi. quá Giờ mình sẽ chọn một cái bánh nào đó to to ăn với lại kem mình yêu thích thôi. Đó hình trái tim này các ôi bunny rồi bị này bị mới quá hấp dẫn. ê bunny bunny mới đúng không thơm lắm. Sáng một nửa trái tim kìa. Ăn cũng thích bị giống nghĩa không? Ăn thật không ngán. Nó có cái phần ở dưới á. Có phần ở dưới nó làm Nó mình ngán ngọt ngán. hơn. Đúng rồi. Nó hơi chua. Kem này đúng ngon. Ngon hơn kem chuối nhiều luôn Cái mẹ chưa ngon mà xua ra nha. á. Ngọt là rất nhiều ngon rồi. Mắc tiền nhất luôn. Đẹp. Ok. Ngon. Để qua bên. Tranh thủ này ăn thêm miếng nha. Tranh thủ ăn thêm miếng kem đó. Đợi chút nữa mà có trúng sầu riêng thì không có tiếc nuối nữa. Ok, giờ sẽ vào vòng 3 nha các bạn. Mình đang quay video mà cái hai cái bóng đèn trần nó cứ chớp chớp sao các bạn, nên mình tắt luôn rồi. Cái này là video ăn uống chứ không phải video rip pasta đâu nha. Giờ mình sẽ qua vòng 3 thôi. Giờ em Huy sẽ quay món mới nha. Quay chơi. Đừng trúng sầu riêng, đừng trúng sầu Ủa? Trời ơi, hay đó nha. Sô cô la chuối. Méo được trúng sầu riêng. Rồi tới mình. Đừng có sầu riêng, đừng có sầu riêng, sầu riêng. Thôi qua rồi hơn. Ok, tiramisu cũng là một cái hương vị mà mình yêu thích. Rồi mình dành sẽ đi chuẩn bị kem nha. Đây là vị kem tiramisu nha các bạn, của hãng Trinkos nè. Giờ mình sẽ bỏ vô cái bánh ăn luôn. À, còn đây là vị kem sô cô la chuối.
chuối của mình. À, rồi, okay. Tập hợp luôn. Thơm. Thơm nước luôn. Khá là thơm. Nãy giờ toàn chúng hương vị ngon không? Ai, nhưng mà nó hơi cứng á. Ôi. Nãy giờ bỏ tôi hình. Phải dùng lực khá là mạnh đó nha. Trời ơi. Không ra luôn. Khá là cứng không? Khá là mất sức luôn. Chưa ra luôn. Chưa. Ăn thử thấp thôi. Để rồi, thử thấp vị coi. Em biết mèo xèo, thấy không? Dứt gái ra. Cái kem, cái kem này nó bột bột sao á, nó không có hấp dẫn mấy cái kem kia. Kẹo kẹo làm ra, lấy ăn miếng coi. Khó quá. Được á. Ăn thử. Ngon. Ngon. Kẹo này mất sức quá. Để chút ăn làm tiếp các bạn ơi. Giờ mình ăn không đi. Vô đi. Vô cộng cây. Vô. Ok. À, nó bị thịt hộp nha, nhìn nó xới xới như thịt đúng hộp á. Ừ đúng rồi hả. Cái kem này thật sự nó kem này màu đúng đẹp luôn. Không có ngon chút nào á. Kem có cái hãng Twin Coast nè. Thôi kệ nó, bỏ vô miệng ăn luôn. Nhìn anh vậy. Cái này nó ngọt á. Có sô-cô-la mà. Mà thử hình. Không bị giống cà phê, bánh cà phê hay sao. Quá luôn mà. Mình không thích ăn trọi kem này lúc nào nha. Giờ mình với em mình sẽ qua phần 4 thôi. Sẽ quay loại kem khác. Thì ở đây cũng chỉ còn có khoảng 6 loại kem đó thôi các bạn. Thì một trong hai người sẽ có khả năng cao sẽ dính cái kem vị sầu riêng đó. Để coi giờ mình sẽ là người quay ra trước nha. Ok, kem khoai môn nha. Rồi, nó lần rồi á. Đừng ra sầu riêng. Không phải ra sầu riêng lấy cô ăn được mà. Ok, vị chocolate nha. Thì vòng này Huy ăn kem khoai môn nha. Thì cái vỏ này, kem này của Thái Lan này nhìn nó rất khá là hấp dẫn luôn. Mình ăn kem chocolate, vỏ này cũng Thái Lan luôn này cả. Ừ, hay là kem này cũng xuất phát được Thái Lan hay sao? Ở xíu không ra. Ờ, chung hãng nè, chung hãng qua nè. Ủa, đúng rồi nè. Ủa. Rồi, ok. Màu tím là thấy thích rồi nha, màu đẹp đó. Ủa ôi. Thơm á. Dành miếng nhỏ nhỏ này đi. Thơm á. Nhưng mà khá là cứng. Ôi mình ôi. Dùng sức mình cắt nó ra. Mềm. Cái clip không được chết nữa rồi. Ok. Đó. Rồi. Thôi. Ủa hấp dẫn nha. Nãy giờ toàn vì kem ngon không? Có khi nào vòng cuối là trúng kem sầu riêng không? Một trong hai người sẽ phải trúng kem sầu riêng đó. Ăn. Ăn luôn. Sầu riêng. Cái gì vậy? Sô cô la đắng quá. Nó ngon như cái sô cô la lúc đầu ăn không? Không. Đắng hơn nữa. Nãy giờ mày ăn ba loại sô cô la đó nha. Nãy giờ chưa ăn sô cô la luôn. Nếu muốn ăn chuối mà đâu được đâu. Có sô cô la chuối rồi đó. Đắng quá. Đắng. Đúng không? Nói kem kia của Việt Nam chắc nó ngọt, còn cái kem này của Thái Lan chắc nó có vị sô cô la nó đậm hơn á. Đúng không? Rồi ok. Rồi mình chơi sinh tử con đi, để thằng này quay trước đi các bạn. Kem kem sầu riêng, kem chim châu đường đen, sầu riêng, sầu riêng, sầu riêng, sầu riêng, sầu riêng. Rồi nó phải ăn sầu riêng nha, để mình xá sầu riêng ra. Mình sẽ ăn kem khác. Làm như ăn bom nhá mày, ăn sầu riêng mà như ăn bom vậy á. Quay coi. Rồi mình thoát được kiếp nạn rồi, giờ mình sẽ qua ăn kem. Kem dừa nha, nãy giờ ăn trái cây hơi nhiều nha. Không, tối hôm nay ăn trái cây hơi nhiều đó. Thì nãy giờ tụi mình ăn cũng khá ngán rồi các bạn ơi.
thì kem nào nó cũng có hương vị vani, với bánh này cũng là hương vani mà, nên trộn chung với nhau ăn nó vô nó hơi ngán xíu. Giờ mình sẽ hoàn thành nốt cái phần cuối cùng này luôn. Kem sầu riêng thì cũng được. Đâu, hỏi thử đây. Cũng có nhiều người thích ăn sầu riêng lắm, nhưng mà riêng mình thì không có ăn được sầu riêng nên mình cũng Thôi không mà thích ăn. kệ đi, chứ ăn được mà nói gì. Được không? Được. Trời ơi, sao mày ăn dữ vậy? Nãy mày không muốn ăn mà sao mày chét cái miếng bự vậy mày? To hơn cái mặt mày luôn rồi đó. Trời chưa kia lớn. Mày Nãy cố giờ chứ mình ăn. ăn toàn trái cây không nha. Học được ăn sô cô la đúng là một Không. cái niềm bất hạnh bữa Buồn tối ghê. này của mình. Này, nãy giờ mình đang Ôi. bánh kem á. Sorry, ngọt. Trong dừa cũng khá ngon. Sao biết ngọt lắm. Ngán Ngán. không? Ngán không? Trời ơi. Cái bánh này nó dày hơn cái mấy cái miếng hồi nãy đầu tiên Huy ăn cho nên nó khá là ngán luôn. Cái miếng bánh nó dày 1 phút luôn. Hết luôn mày, kết thúc luôn. Thì mày ngọt Đó hả? quá. Nãy giờ thì sau 5 vòng rồi, mình xin tạm dừng cuộc chơi tại đây nha các bạn. Thì cũng hết bánh rồi. Thôi cảm ơn các bạn đã xem video của Huy, và có thể cho Huy một đăng ký và tích vào chuông để được thông báo các video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn.